đây trong ánh nắng mới, đợi nhau anh em nào cùng chung sắc thiên thời. Đường Nam xa thanh hà, nào cất đi đã vào, đoàn ta anh niên đã hiểu Việt Nam. Oh, say can you see by the dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming. Và giờ đây chúng ta cũng dành một vài phút để tưởng nhớ đến các bậc anh hùng nói chung là Việt Nam Cộng Hòa và các bậc anh hùng trong trường trường Bảo vệ Quốc gia Việt Nam. Chúng ta cũng tưởng nhớ đến các cha chú của chúng ta đã chết trong tù cải tạo, cũng như bao linh vong đã mất mạng khi bỏ nước ra đi vì hai chữ tự do. Chúng ta cũng hướng về để tưởng nhớ đến các người vì yêu Tổ quốc mà hy sinh mạng sống của mình ngay trong lúc này. Phút mặc niệm được bắt đầu. Nguyễn Hồ Diễm Anh, hậu duệ của ông Nguyễn Văn Dụng, khóa 17. Và con là Đỗ Nguyễn Nhật Khai, hậu duệ của cựu sinh viên sĩ quan Đỗ Đức Chiến, khóa 20. Chúc con xin kính, kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, thật là niềm vinh dự cho tất cả thanh thiếu niên đa hiệu của chúng con đến đây và được nhận thấy sự yêu thương của tất cả quý vị đã đến đây để dự cái đêm tri ân gia đình Võ Bị do thanh thiếu niên đa hiệu được tổ chức ngày hôm nay. Để mở đầu chương trình, chúng con xin được mời tổng đoàn trưởng. Tổng đoàn thanh thiếu niên đa hiệu của chúng con nên có một vài lời chào mừng tất cả các quý vị đã đến dự ngày đêm tri ân của thanh thiếu niên đa hiệu của chúng con ngày hôm nay. Bên cạnh sự có mặt của tổng đoàn trưởng, tổng đoàn thanh thiếu niên đa hiệu, chúng con xin được mời bạn Quốc Vinh đại diện cho các anh chị em ở Northern California đã về hội ngộ cùng cái buổi đại hội thanh thiếu niên đa hiệu của chúng con ngày hôm nay. Xin mời Quốc Vinh. Quốc Vinh xin kính chào tất cả các quý vị, các chú, các bác và tất cả các bạn. Con tên là Quốc Vinh, con của niên trưởng Nguyễn Tất Tình, khóa 24. Kính chào đại gia đình Võ Bị, con là Thêmy Huỳnh Ngọc Thủy, hậu duệ khóa 19. Chúng con rất là hân hạnh được đón tiếp đại gia đình Võ Bị có mặt rất là đông đủ trong đêm tri ân gia đình Võ Bị do Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu lần đầu tiên tổ chức. Chúng con xin được ngỏ lời chào đến đại gia đình Võ Bị và quý quan khách, và đặc biệt là thị trưởng Westminster, California là anh chị Tạ Đức Chiến, cũng là hậu duệ Võ Bị khóa 10.
rất là cảm động khi mà được đón nhận cái sự hiện diện của các bác hôm nay đến từ khắp nơi trên thế giới. Chúng con không biết nói gì hơn là xin nhận lên đây lòng tri ân biết ơn sâu sắc của chúng con. Nếu mà trong quá trình chúng con tổ chức hôm nay có điều chi thiếu sót, xin đại gia đình Võ Vị tha thứ cho chúng con. Tiếp tục chương trình, chúng con xin được giới thiệu thành phần quan khách đến dự buổi đêm tri ân của thanh thiếu niên Đa Hiệu dành cho gia đình Võ Bị. Chúng con được biết có mặt trong buổi tri ân gia đình Võ Bị ngày hôm nay, chúng con có các giáo vụ văn hóa vụ trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, Lương Mậu Cường, Hội Võ Bị Sacramento. Một sự trân trọng đặc biệt đến gia đình khóa 4. Và cuối cùng, con xin được giới thiệu cùng toàn thể gia đình Võ Bị thanh thiếu niên Đa Hiệu. Kính thưa quý vị, tiếp tục xin quý vị lắng nghe một chút xíu để được nghe một lời tâm tình của thanh thiếu niên Đa Hiệu của chúng con gửi đến quý vị nhân cái ngày tri ân gia đình Võ Bị của thanh thiếu niên Đa Hiệu chúng con. Và con xin được mời cái người MC cùng đứng với con, Đỗ Nguyễn Nhật Khai, gửi tới các quý vị những lời tâm sự này. Dạ, kính thưa quý quan khách, quý bác, quý cô chú, quý bà thanh thiếu niên Đa Hiệu khắp nơi trong đại gia đình cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Con tên là Đỗ Nguyễn Nhật Khai, con của cựu sinh viên sĩ quan Đỗ Đức Chiến khóa 20. Thật là vinh dự cho con ngày hôm nay được thay mặt cho các bạn để chia sẻ vài lời tâm tình của chúng con đến quý bác, quý cô chú trong đêm tri ân đại gia đình Võ Bị lần đầu tiên do Cộng đoàn Thanh thiếu niên Đa Hiệu tổ chức. Con xin được bắt đầu bằng câu chuyện của gia đình con. Đáng lý ra ba con phải là một giáo viên, vì từ nhỏ ba rất là thích nghề giáo. Nhưng mà vì tình hình của đất nước, ba lại quyết định gia nhập vào trường Võ Bị Quốc gia để bắt đầu mộng tan bồng hồ thủy, bảo quốc an dân. Ngày ba ra trường, với thành quả thủ khoa phần quân sự, ba con gia nhập binh chủng biệt động quân,
chiến đấu không ngừng trong 10 năm và nhiều lần bị thương và thoát tử. Ngày mất nước, cùng với thân phận của bao chàng thanh niên Cộng Hòa thời ấy, ba con đã bị bắt giam vào lao tù Cộng sản. Má một mình, với 5 đứa con dại trên tay, đứa nhỏ nhất, vừa vài tháng tuổi, là con. Vừa nuôi con, vừa nuôi chồng trong lao tù, má năm đó 29 tuổi, rất là trẻ hơn so với tuổi của chúng con bây giờ. Má phải nương bươn chải mọi nghề để nuôi sống gia đình. Những kỷ niệm của những ngày tháng cơ cực ấy vẫn còn nằm sâu trong tâm khảm của chúng con. Rồi những ngày được đi thăm nuôi ba con lần đầu tiên lúc mà con cũng còn rất là nhỏ. Ngày đầu tiên sau bao nhiêu năm con trông đợi, thấy ba từ trong trại đi ra, ốm nhom sơ xác, mà con cứ bước lùi. Rồi con nói là đây không phải là ba của con, ba của con ở nhà đẹp hơn. Thì má con không làm sao mà ngăn cho kịp cái lời nói của con trẻ. Nhưng mà ba của con ở nhà, đó là ba của con ở trong hình, của trong những cái tấm hình mà hiếm hoi còn sót lại trong sau ngày mất nước. Tri ân chúng con không có chỉ tri ân bằng lời nói, bằng ánh mắt nhìn, mà bằng hành động, noi theo tinh thần dân tộc của cha chú mình. Trong gia đình chúng con thạo hiếu với cha mẹ, nuôi dạy con cháu không quên giống nòi. Ngoài xã hội chúng con là những bác sĩ, kỹ sư, những nhà kinh doanh, hay đơn thuần là những người công dân tốt, biết giúp ích cho xã hội, cho những người kém may mắn. Điển hình là trong 2 năm vừa qua, Tổng đoàn Thanh thiếu niên Đa Hiệu đã giúp đỡ hơn 40 phần học bổng đứa con ngay trong gia đình Võ Điền trên nhà. Chúng con đã đến thăm, đến an và giúp đỡ cho những gia đình là nạn nhân của thiên tai bão lụt, những gia đình neo đơn. Chúng con góp quỹ làm tên đường mang danh những vị anh hùng Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân. Chúng con góp quỹ xây tượng đài tưởng nhớ những vị anh hùng đã tuẫn tiết vào ngày đau buồn nhất của đất nước. Hướng về quê hương, chúng con luôn dõi theo tình hình đất nước và đồng hành cùng đồng bào quốc nội, cùng đấu tranh cho một Việt Nam phi cộng sản, một Việt Nam tự do, dân chủ và phú cường. Trước khi dứt lời, con kính xin ơn trên phù hộ cho tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và tin tưởng, đặt niềm tin vào chúng con, thế hệ hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa nói chung và hậu duệ của gia đình Võ Bị nói riêng. Chúng con xin kính chúc quý vị một buổi tối thật là ý nghĩa. Xin cảm ơn quý vị. Đêm tri ân gia đình Võ Bị thì không có thể nào thiếu được những cái phần tri ân của Thanh thiếu niên Đa Hiệu của chúng con dành cho quý vị. Người đầu tiên mà chúng con muốn được tri ân đến đó là những cha, chú và các bác của con, những người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, truyền cho chúng con cái lòng yêu nước. Và người ta thường nói rằng á, con không cha như nhà không có nóc, nhưng mà tụi con là có một cái nóc rất là vững chắc, đó là dưới cái sự che chở và nuôi dưỡng của tất cả các bác, các chú. Và con được xin được kính mời một bác lớn nhất của các khóa trong trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Con xin được mời bác Trung tá Lê Quang Định, khóa 4. Xin mời bác lên đây để chúng con được tri ân. Là bác sẽ đại diện cho tất cả cha, chú, bác của các con. Dạ, thưa cho con xin phép được đọc những cái gì mà tụi con viết ở đây. Tổng đoàn Thanh thiếu niên Đa Hiệu, đêm tri ân gia đình Võ Bị, nhịp cầu tiếp nối. Kính tri ân quý bác, cha, chú của chúng con
các cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, những người đã sinh thành, dưỡng dục chúng con thành nhân và truyền cho chúng con lý tưởng yêu quê hương dân tộc Việt Nam. Đại hội Thanh thiếu niên đa hiệu toàn cầu tháng 6 năm 2018, California, USA. Người đến tiếp mặt chúng con muốn được tri ân là các người mẹ, người cô, phụ nữ lâm viên của chúng con. À, trong những ngày mà cha chú của chúng con bị tù, mẹ là người đã thay cả hai tay, vừa cha vừa mẹ nuôi dưỡng, dạy dỗ và luôn luôn đứng sau lưng để mà hỗ trợ với ba của chúng con trong việc nước lẫn việc nhà và nuôi dạy con cái. Những cái công ơn đó tụi con không thể nào mà không quên được. Và đã một mình có cái sự có người chồng mình bên cạnh là một điều đã hơi khó khăn rồi. Có những bác đã một mình khi mà các bác trai mất, đã một mình vẫn thủ tí để mà nuôi con, dạy con, cho con được nên người. Cho nên hôm nay chúng con được muốn mời tất cả những bác quả phụ đã có mặt ở trong ngày hôm nay được lên sân khấu để chúng con được phép tri ân cùng với các bác. Sĩ quan Nguyễn Tiến Việt khóa 23 đã sáng tác Thanh thiếu niên đa hiệu hạnh phúc ca của đoàn Thanh thiếu niên đa hiệu toàn cầu Đại hội Thanh thiếu niên đa hiệu toàn cầu tháng 6 năm 2018, California, USA. Christina cũng xin giới thiệu chú Đỗ Mạnh Trường là chủ bút của đa hiệu. Chú có nhiều bài viết rất là hay, con xin cảm ơn chú. Thưa đại diện cho chú Nguyễn Tiến Việt, chú nhận cái món quà này để trao lại cho chú Việt. Đây là một phần thưởng vô giá mà chú nghĩ là vợ chồng chú Nguyễn Tiến Việt sẽ dễ lấy làm cảm kích. Cảm ơn. Cô chú Đỗ Văn Hạnh, 28, người đã luôn sáng tác cho Thanh thiếu niên đa hiệu từ ngày được thành lập cho đến nay và đã tạo rất là nhiều cái cơ hội để thanh thiếu niên chúng con có được được đến với tất cả các thanh thiếu niên đa hiệu trên toàn thế giới. Dạ, thưa cha Christina, xin đọc tổng đoàn Thanh thiếu niên đa hiệu đem tri ân gia đình Võ Bị nhịp cầu tiếp nối. Kính tri ân cựu sinh viên sĩ quan Đỗ Văn Hạnh khóa 18 và phu nhân Đỗ Thu Nga Tina khóa 18-1 đã yểm trợ tổng đoàn Thanh thiếu niên đa hiệu trên phương tiện truyền thông qua hệ thống đài truyền hình SBTN Texas, Đại hội Thanh thiếu niên đa hiệu toàn cầu tháng 6 năm 2018, California, USA. Xin được vinh dự vị thị trưởng của thành phố Westminster, anh Tạ Đức Trí lên sân khấu để có một vài lời cảm nghĩ. Xin thưa các bác, các cô và các chú, trong không khí gia đình Võ Bị, cháu cũng vô cùng cảm động. Điều cảm động thứ nhất là tổng đoàn thanh thiếu niên đa hiệu đã thể hiện được tinh thần tiếp bước cha ông. Sau 43 năm, các chú, các bác, các cô vẫn thấy là chúng ta vẫn còn có hy vọng của thế hệ tụi cháu sẵn sàng tiếp bước. Và với vai trò thị trưởng, cháu vô cùng hãnh diện tổng đoàn thanh thiếu niên đa hiệu đã chọn thành phố Westminster để tổ chức đại hội hàng năm.
sự hy sinh của các bác, các cô và các chú sau 30 tháng 4 năm 1975 là động lực để thế hệ tụi cháu tiếp bước và đóng góp để tiếp tục phát triển cộng đồng và thực hiện sứ mệnh tiếp tục tranh đấu cho Việt Nam dân chủ và tự do. Trong 43 năm qua, các bác, các cô và các chú đã hy sinh quá nhiều. Và hôm nay, cháu vô cùng vui, cảm động và ngưỡng mộ thấy các bạn, các anh chị em trong tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu đã dành hết thời gian, tâm huyết, hiểu được sự hy sinh của các bác, các cô và các chú và biết ơn sự hy sinh đó để tiếp tục cống hiến và đóng góp. Dân tộc Việt Nam của chúng ta có hy vọng và các anh chị em thanh thiếu niên Đa Hiệu đang cùng với lại tất cả các bác, các cô và các chú viết trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta đức trí đã có những lời cảm ơn. Xin mời Thủy lên. Bình bảo bì của tụi em ngày hôm nay, rất cảm ơn anh chị. Dạ. Đường nam xa thành thơ.